Ngày 20 tháng 9, Yuan Wang thương hiệu xe điện hạng sang thuộc BYD ra mắt U8 tại Trung Quốc. Chiếc SUV trang bị 4 motor điện với hệ dẫn động 4 bánh, công suất 1.197 mã lực. U8 còn có khả năng xoay tròn tại chỗ và nổi trên mặt nước trong trường hợp khẩn cấp. U8 có hai phiên bản, Premium Edition và Off-Road Master Edition. Bản Premium bán ra đầu tiên và sẽ giao đến tay khách hàng trong tháng 10 tới. Bản Off-Road Master sẽ bán ra muộn hơn và có thêm những đặc điểm cho khả năng chạy đường địa hình, nhưng cản trước hầm hố hơn và kéo dài hơn. Một ống thở và một giá nóc cùng các bậc thang bên hông xe để trèo lên nóc. U8 có kích thước khá đồ sộ với dài 5.319mm, rộng 2.050mm, cao 1.930mm và trục cơ sở 3.050mm. So với Mercedes G-Class, U8 dài hơn 502mm, hẹp hơn 137mm và thấp hơn 39mm, và trục cơ sở dài hơn 160mm. Nhưng U8 cũng chỉ có 5 chỗ và không có tùy chọn hàng ghế thứ 3. Tổng trọng lượng là 3.985kg. Xe phát triển trên nền tảng E4 với hệ thống kiểm soát thân xe thủy lực B-Suspe, cho phép tăng hoặc hạ chiều cao đến 150mm. Thực tế, U8 là xe điện dạng EREV, xe điện hành trình mở rộng, có nghĩa một động cơ đốt trong đóng vai trò máy phát cho pin. Trong trường hợp này là một động cơ 2.0 turbo hỗ trợ gói pin LFP 49,05kWh. U8 còn sử dụng công nghệ CTC, Cell to Chassis, tức pin tích hợp vào khung gầm. Hành trình xe đi được theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc là 180km, và với pin đầy cùng bình xăng 75 lít đổ đầy là 1.000km. Động cơ đốt trong kết hợp với 4 motor điện, với mỗi motor có công suất 299,1 mã lực, cho tổng công suất 1.197 mã lực và moment xoắn 1.280 Nm. Tốc độ tối đa 200km/h với thời gian tăng tốc không đến 100km/h là 3,6 giây. U8 có hỗ trợ sạc nhanh DC 110kW, sạc 30-80% trong 18 phút. Theo chiều ngược lại, xe có thể C. Nội thất bọc da Nappa và gây ấn tượng với 6 màn hình. Đồng hồ kỹ thuật số 23,6 inch, màn hình điều khiển trung tâm 12,8 inch, màn hình thông tin giải trí 23,6 inch phía trước ghế lái phụ, và hai màn hình khác cho hàng ghế sau, cùng một màn hình điều khiển LCD ở bệ tỉ tay. Còn có hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái 50 inch và hệ thống 22 loa Dynaudio. Nhưng một trong những đặc điểm nổi bật nhất của U8 là ngoài khả năng địa hình, xe còn có thể lội nước rất sâu. Bản Premium có thể băng qua nước ngập 1.000mm, trong khi bản Off-Road Master đến 1.400mm nhờ có ống thở. Khi chế độ lội nước được kích hoạt, xe sẽ sử dụng các cảm biến để xác định môi trường xung quanh như mực nước sâu, tình trạng trượt bánh. Chế độ nổi khẩn cấp sẽ tự động kích hoạt khi xe tiếp cận mực nước vượt quá giới hạn. Khi chế độ nổi khẩn cấp được kích hoạt, động cơ đốt trong ngay lập tức ngừng và hoạt động. Hệ thống kiểm soát thân xe thủy lực B-Suspe sẽ nâng hệ thống treo lên mức tối đa, cửa sổ tự động đóng kín, điều hòa chuyển sang lấy gió trong và cửa sổ trời mở để tạo lối thoát khẩn cấp. Hơn thế, màn hình trung tâm sẽ hiển thị mực nước, cho biết xe đang ngập đến đâu. U8 có thể nổi suốt 30 phút và tiến về phía trước với tốc độ 3 km/h. Thậm chí, xe có thể thực hiện màn xoay tròn trong khi đang nổi. Tuy nhiên, BYD nhấn mạnh rằng khả năng trên của U8 chỉ dành cho những trường hợp khẩn cấp như lũ lụt và không nên tận dụng để lái xe vượt hồ hay sông chỉ để cho vui. Và sau khi chế độ nổi khẩn cấp được kích hoạt, xe cần được đưa đến các trạm dịch vụ để kiểm tra. Cả hai phiên bản có cùng giá bán 150.000 USD, biến U8 thành xe điện đắt nhất Trung Quốc. Và hai phiên bản đều có lốp dự phòng treo phía sau.